Thì đây là cái máy đo tốc độ, nó có các cái đầu có thể thay thế được thì tùy. Nếu mà chúng ta đo thì ở đây là nó có cái chế độ, ở đây là dòng trên phút, tùy theo là cái giá trị đọc của mình chọn là dòng trên phút hay là mét trên phút. Đây, khi mà bấm cái nút này là ta sẽ chuyển cái chế độ ở đây là mét trên phút, ta sẽ chuyển đến cái giá trị mà chúng ta cần, hoặc là in trên phút. Ở đây là nó có nhiều cái chế độ mà chúng ta đo, thì ta bấm cái nút này để chuyển sang cái chế độ mà cái giá trị đọc ở trên đây là sẽ theo cái yêu cầu của mình muốn. Nếu muốn đo dòng phút thì ta sẽ để trên đây là dòng phút. Rồi sau đó là khi mình đo là mình cầm để cho cái bánh xe này nó quay, tựa vào cái gì đó nó đo cái mà bộ phận mà mình cần đo cái số vòng quay của nó, để cái bánh xe này vào đây, thì trong cái quá trình mà nó lăn nó sẽ hiện lên cái giá trị đó là dòng phút. Còn nếu mà chúng ta muốn đo mét phút thì ta sẽ chuyển sang cái chế độ là mét phút. Đây, mét trên phút, thì khi đó là cái giá trị hiển thị ở trên đây nó sẽ là mét phút, thì theo mình đọc. Thì đối với những cái thiết bị mà chúng ta mình cần phải đo cái tốc độ của nó, tốc độ dòng hay là tốc độ mét phút, thì nếu sử dụng cái đầu đo này là ta phải tựa nó lên cái từ đó được. Nếu như chúng ta đo tốc độ của thang máy là ta có thể dùng cái này để tựa lên trên cái tựa trực tiếp lên cáp. Còn nó có một cái đầu đo thứ hai là dùng để đo cái trục. Trong trường hợp là chúng ta ấn lên trên cái trục, nó còn có một cái đầu nhọn nữa. Đại khái là nó có một cái đầu đo như thế này nhưng mà nó nhọn. Thì cái đầu nhọn này nè là người ta sẽ ấn vào trong cái lỗ trên cái trục, ở trên cái cục cái trục nó có cái lỗ trung tâm, thì người ta sẽ ấn cái chỗ này nè vô trong cái lỗ trung tâm đó, thì cái trục nó quay, nó sẽ kéo cái này quay theo. Thì tùy theo chế độ đo ở đây, người ta cũng sẽ có chế độ đo dòng phút. Thường thường là cái này là chỉ đo dòng phút chứ không đo mấy phút đâu. Thử rồi, vẫn có chế độ đo mấy phút, có chế độ đo đầy đủ. Cho nên đó là tùy theo cái điểm mà chúng ta có thể tác động được, có thể sử dụng cái máy đo của mình để ấn vào đó, để tựa vào đó mình đo, thì khi đó là chúng ta sẽ chọn cái loại đầu đo cho nó phù hợp, đo loại này hay là đo loại này, ta lựa chọn phù hợp. Giá trị đọc của mình là mình sẽ đọc ở trên đây, chọn thang đo, chọn cái đơn vị mà cái thang đo ở trên đây, cái chế độ đo thang đo, thì cái chế độ đo đó là nó sẽ được hiển thị ở trên đây bằng các cái chế độ dịch chuyển của mình. Ở đây mình sẽ thay đổi, cho nên là dòng phút. Rồi nếu mà ta ấn nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ là mét phút, sau đó là in phút hay là gì đó, sau nó có nhiều cái chế độ đo. Cái máy đo của mình là mình cần đo tốc độ là mình sẽ đo bằng cái máy này. Đo kinh vĩ thôi, đi